Mình xin chào tất cả các bạn và mọi người nhé. Bây giờ mình cùng các bạn bắt đầu ta hé ít rau các bạn nhé. Rau này ta vào ta luộc rồi mà ăn. Hôm nay gia đình mình sẽ ăn món rau muống các bạn ạ. Mình sẽ hé rau muống nhé các bạn nhé. Ngon lắm các bạn, nhiều lắm. Mình hé ở đây này, quá là nhiều luôn các bạn. Ôi giời ơi đấy, rau muống nhà mình đấy, thấy chưa? Nhiều chưa? Quá nhiều luôn chứ lại. Bông to luôn. Đó. Rổ đó các bạn. Rổ là đem ra đây rồi luôn này. Ồ, nhiều quá đi thôi. Rổ này. Rau này. Ốc sen này các bạn này. Sen bắn lên đây đây. Xin đây để đi hé đấy cắt thôi các bạn ạ, để răng ở đây là dày rồi mình hết mọi cắt là gì rồi tí mình vô mà ngắt đấy, thấy chưa, cắt đi cái dây dèo con đó. Sau mình cắt. Cắt cho hết nước luôn nhé. Cắt lần lượt. Lần lượt từng số cho tôi từ 1 đến hết. Đó. Đó này, ngon lắm các bạn. Uống rau sạch luôn, nó lên dày dứa đấy. Cắt là gì là? Theo lứa 1. Theo lứa 1 các bạn ạ. Cho nên cắt đi đến đầu thì hết tới đó luôn, lần sau lên rau nó sạch mầm nó đều mà lại nó lại non, nhưng mình lại không hái cốc nhảy đâu, mình ăn đến đâu nó phải hết tới đó luôn, rồi vào cắt rồi vào ngắt ngắt rồi non thì ăn, còn cái dè thì được cá. Dè đang thế mì rồi đấy chứ kìa. Mình sẽ dùng cái dèo đó. Cái dèo bữa cau mình ngắt. Rất là nhiều luôn các bạn. Đây này. Đây là còn cỏ này đấy. Cỏ xong rồi ngắt luôn. Nhổ luôn đấy các bạn. Cứ là làm đến đâu thì là nhổ đến đó, ăn đến đâu là làm đến đó luôn, làm cho nó gọn, nó sạch sẽ chứ không làm loe nhoe ra ngại lắm. Đến lúc mà quay lại nhổ đó các bạn là nó là nhiều cỏ đấy. Nhổ như gì rau nó còn tốt thì nó kín, nó kín cho nên là cỏ nó còn xấu, cái để mà cắt xong nó lòi ra là làm có không khí vô nó thở này, cỏ nó lên tốt gì đây, nhổ luôn cỏ nó thì các bạn đây là vứt được lên rồi trời lên đây để cắt xuống lên đây nhá. Cắt xuống lên đây đưa ra đây. Là việc cứ cắt từng bông một sẽ hết lứa, nhiều lắm, cắt từng bông, thấy chưa? Mình gia đình mình hôm nay là cải thiện món rau muống luôn. Từ đây thì là phải tự trồng thôi. Tự nhiên tự nhiên tự cung tự cắt thôi rồi, nghĩa là của nhà lầm lên là của đồng lầm ra thôi. Ôi trời cây này tốt chưa, vừa tốt lại vừa dài lại vừa non này, để là mình bỏ vào cái rổ luôn này tí nữa thôi, ngắt luôn các bạn, nhiều lắm, e hồ nhưng mà hé
ngon. Quá là ngon. Ăn rau sạch đấy các bạn. Ai ăn thì cứ alo gọi điện nhé. Mình bán luôn nhé. Sau một miếng rồi mình làm gì ăn. Có hai nghìn bó thôi. Hai nghìn bó thôi các bạn. Rồi để bỏ vào đó đấy. Buổi cắt rau của mình tới đây kết thúc nhé. Chào tất cả các bạn.